Ngay sau khi Tổng công ty cổ phần Vinaconex được thành phố Hà Nội giao tiếp tục làm chủ đầu tư cho công trình đường ống dẫn nước sông Đà giai đoạn 2, thì cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex liên quan đến việc 9 lần vỡ đường ống giai đoạn 1 trong 3 năm qua. Thế nhưng ngay cả khi chưa có việc này, sau 9 lần bị vỡ, đường ống nước sông Đà giai đoạn 1 đã khiến cho hàng chục nghìn hộ dân Nam Hà Nội rơi vào cảnh khốn đốn vì thiếu nước và họ hoàn toàn có quyền đòi Vinaconex bồi thường, thậm chí là kiện cơ quan này ra tòa. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ C46 Bộ Công an, quá trình thu thập tài liệu, xác minh các nội dung liên quan đến việc đường ống cấp nước sông Đà về Hà Nội bị vỡ 9 lần trong 3 năm, cơ quan công an xác định có dấu hiệu vi phạm trong việc xây dựng hệ thống đường ống nước nên đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan. Trước đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã nêu quan điểm cần thiết phải thanh tra toàn diện đối với dự án này để làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra sự cố liên tục trong thời gian qua. Để xảy ra cái sự cố liên tục như vậy, đến 9 lần như vậy thì rõ ràng cái chất tất cả các quá trình từ giám sát, từ thi công đến chất lượng đường ống là có vấn đề. Và do đó thì tôi thấy cái việc mà cơ quan điều tra tiến hành khởi tố cũng như là tiến hành giải quyết cái vụ việc này theo quy định của pháp luật hình sự là điều việc làm rất đúng và rất cần thiết, tại vì nó là gây ảnh hưởng một cách tương đối nghiêm trọng về mặt cả kinh tế cũng như đời sống của người dân. Được biết, gói thầu thi công đường ống truyền tải số 1 cấp nước sông Đà về Hà Nội do Vinaconex làm chủ đầu tư. Có 4 công ty thành viên của Vinaconex tham gia thi công đã nhiều lần xảy ra vỡ đường ống, gồm công ty cổ phần xây dựng số 6, số 7, số 11 và số 12. Phía Vinaconex cũng đã thừa nhận các công ty này chưa quản lý chặt chẽ chất lượng thi công, lắp đặt đường ống, tạo nên các tác động bất lợi làm giảm khả năng bám dính của các vật liệu cấu tạo ống. Có thể nói, ở bất kỳ quốc gia phát triển nào, việc ảnh hưởng đến những dịch vụ mang tính thiết yếu như điện nước thì quyền hạn của người thụ hưởng, tức là người dân rất lớn. Thế nhưng qua đây cũng có thể thấy, người dân, tức là người đã trả tiền để mua nước sạch từ Vinaconex, cũng chưa nhận thức rõ về quyền của mình đã bị vi phạm như thế nào. Nhưng mà người dân thiệt hại lớn nhất chính là bị gián đoạn cấp nước. Cái là cái tội lớn nhất của chủ đầu tư, mà cái này là hỏi tội nặng được. Mà thậm chí người dân đã còn phạt. Tôi đáng nhẽ ra thì nước tôi tận nhà, tôi phải lên từng gác, mất bao nhiêu công lao động hàng ngày. Nếu mà đúng ra mà theo cấp nước này mà tôi mà phạt theo cái luật định mà nếu hợp, gọi là ký hợp đồng rất rõ ràng đấy, công ra rất rõ ràng đấy, thì mỗi một lần mất nước anh phải đền tôi bao nhiêu tiền. Thực ra thì ở thực tế của Việt Nam thì việc mà người dân khởi kiện đối với cái việc là vi phạm các hợp đồng liên quan đến các dịch vụ thiết yếu như là điện nước, mà nước hay là nói ta có thể nói là nó coi như một cái dạng dịch vụ mà mang tính chất dịch vụ công ấy, thì là rất ít khi xảy ra, và tôi cũng thực tế thì cũng chưa bao giờ bắt gặp. Thì đây cũng là một cái, tôi nghĩ là một cái thói quen cũng như là cái nhận thức của người dân là không muốn là vướng vào những cái tranh chấp và kiện tụng pháp lý. Điều đáng nói, sau khi các sự cố liên tục xảy ra, thành phố Hà Nội vẫn quyết định giao cho Vinaconex làm chủ đầu tư dự án đường cấp nước sông Đà giai đoạn 2 với trị giá lên tới gần 4.000 tỷ. Các cơ quan chức năng lý giải, giao cho đơn vị đã có kinh nghiệm để làm tiếp. Tuy nhiên, không ai có thể khẳng định người dân, người tiêu dùng và là người bỏ tiền ra mua nước sạch không tiếp tục bị đảo lộn đời sống bởi việc mất nước. Chỉ khi chính người dân nâng cao nhận thức về quyền của mình để đòi hỏi đúng quyền lợi đáng được hưởng khi đã trả tiền. Cũng như thế, chỉ khi các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm việc quản lý chất lượng công trình mang tính cộng đồng nhiều như dự án đường ống nước sông Đà, thì chất lượng đời sống của người dân thủ đô mới được cải thiện.